Mỗi học sinh của chúng tôi có một chương trình giáo dục độc đáo. Công việc của chúng tôi là đảm bảo học sinh nhận được nền giáo dục chất lượng cao để chuẩn bị cho đại học, công việc và đời sống. Những thay đổi đối với yêu cầu tốt nghiệp của tiểu bang hỗ trợ tầm nhìn này. Bắt đầu với niên khóa 2021, luật của tiểu bang Washington đòi hỏi học sinh trung học phải có được 24 tín chỉ để tốt nghiệp. Từ 21 tín chỉ yêu cầu để tốt nghiệp trước đó của khu học chánh Seattle tăng lên thành 24 tín chỉ. Vậy điều này có nghĩa gì đối với học sinh trong khu học chánh Seattle? Mỗi học sinh sẽ có một kế hoạch trung học và cao xa hơn, ghi ra các mục tiêu định rõ để tốt nghiệp trung học và đại học hoặc đào tạo nghề nghiệp. Ngoài 17 tín chỉ chính, học sinh sẽ theo đuổi và hoàn thành 3 tín chỉ yêu cầu cho các khóa học mà cá nhân lựa chọn. Những khóa học nhằm hỗ trợ các mục tiêu đáng chú ý của học sinh và cũng được bao gồm trong kế hoạch trung học và cao hơn nữa. Các học sinh sẽ lấy 4 môn học tự chọn để xây dựng chuyên môn trong các lĩnh vực yêu thích. Tăng tín chỉ trong yêu cầu tốt nghiệp trung học của tiểu bang có nghĩa là chúng tôi cần nghĩ ra phương thức tổ chức khác làm thế nào cho trường học được chuẩn bị. Bắt đầu từ năm học 2019-20, tầm nhìn của chúng tôi là tập trung vào thời gian biểu ở các trường học để cung cấp cơ hội học tập chuyên sâu hơn, tăng tính linh hoạt và hỗ trợ cho học sinh theo đuổi con đường giáo dục phù hợp với mục tiêu của các em. Chúng tôi đang làm việc để đưa ra thời gian biểu có được nhiều thời gian ở trường hơn để bù đắp các khoản tín chỉ bị thiếu và nhiều cơ hội hơn để lấy các khóa học nâng cao như Advanced Placement hoặc International Baccalaureate. Trong một khu học chánh, chúng tôi rất vui về những cơ hội mới được dành cho học sinh. Điều này không chỉ là thay đổi thời gian biểu hay yêu cầu tốt nghiệp của tiểu bang. Với cộng đồng của chúng tôi đang xem lại kinh nghiệm trung học của học sinh và xây dựng một hệ thống phục vụ cho mọi người. Tại khu học chánh Seattle, chúng tôi cam kết chuẩn bị cho học sinh định hướng cho tương lai mà các em mơ ước. Có câu hỏi gửi tới ccr@seattleschools.org. Để biết thêm thông tin, hãy vào trang web của chúng tôi.